should have seen that one coming. Radiant team ban. Na'vi's turn to ban. Vâng, và xin chào mừng tất cả các bạn khán giả của ESVTV. Chúng ta sẽ đến với giải đấu Dream League, giải đấu của những giấc mơ mùa thứ 5. Giữa hai trận đấu giữa hai đội đó là Native Vincere và Adfinum. Đây sẽ là một cái kèo bó hai. Và theo như thông tin tôi được biết thì đội mỗi đội thắng một game thì tức là đội nào thắng một game thì sẽ được thưởng nóng ngay một khoản 1.000 đô, thắng hai game là 2.000 đô và sẽ được 2 điểm trên bảng xếp hạng. Ở những lượt ban đầu tiên thì bên phía của Native Vincere họ đã ban đi con IO cũng như là con Oracle, pick cho mình Beastmaster đi offlane trong tay của General. Còn Adfinum họ đã ban đi Nature Prophet cũng như là Enchantress, những hero mà có khả năng farm rừng rất rất sớm và cũng như là đi offlane khỏe. Enchantress thậm chí có thể thi đấu vị trí support số 4. Và ở late game thì sao? Hai hero này cũng đều có thể nói là gây ra một lượng dam rất rất lớn. Và bây giờ sẽ là đua pick dành cho Adfinum và đội game đến từ Hy Lạp thì họ sẽ chọn cho mình cái chiến thuật như thế nào đây. Chúng ta cùng chờ xem cái first pick và cái second pick. Dream League ở cái vòng này thì chính xác nó sẽ làm cái BO2 và Earth Spirit dành cho Adfinum ở lượt pick đầu tiên. Vâng, 1.000 USD thì nó không là vấn đề, nhưng vấn đề là nó được thưởng nóng ngay lập tức. Và bây giờ sẽ lượt pick thứ hai dành cho Adfinum, và liệu có phải là một con Aura Devourer đi mid hay không, khi mà cái bộ đôi này thường xuyên được sử dụng vẫn đúng như vậy rồi, không sai đi đâu được. Còn bên phía của Native Vincere họ quyết định xây dựng một cái lineup push. Vâng, Na'vi của chúng ta đã có cho mình chen dành cho Astyle, hero làm nên thương hiệu của người đội trưởng vĩ đại bên phía Na'vi. Thực sự là vĩ đại khi mà anh ta là người đội trưởng đầu tiên vô địch TI. Ban đi Broodmother lượt ban thứ 3. Na'vi họ sẽ chờ đợi đối phương của mình loại bỏ đi một hero. Five seconds remaining. Reserve time. Nhưng mà Adfinum thì họ vẫn đang suy nghĩ, đội trưởng là Sa Spartan. Anh ta đã ban đi con Invoker để cho Dandy cầm Invoker thì cũng nói chung là Dandy thì anh ta chơi Invoker có những cái tình huống Sunstrike rất là chuẩn, chưa kể đó là cái việc kết hợp cùng Beastmaster thì ganh lẻ tương đối là khỏe. Nhưng mà Dandy cầm Invoker xử lý trong combat nó chưa được nhanh nhạy cho lắm, nó chưa cho tôi thấy nhìn lại hình ảnh của Dandy thời đỉnh cao. 5 seconds remaining. Lượt ba này thì bên phía của Na'vi họ sẽ phải ban đi một con nữa, khi mà Adfinum vẫn còn cho mình đó là hai slot để pick vào co, đó là một con carry cũng như một con offlane. Vâng, cái đội Adfinum thì là một cái đội game mà đang có những cái sự tiến bộ khu vực châu Âu đến từ Hy Lạp và thi đấu cũng khá là hay, để lại cho tôi một số cái ấn tượng khi mà có những trận đấu họ đánh ra team Liquid thì họ cũng khá là ngang kèo, chỉ để thua ở những cái tình huống xử lý cá nhân nó quá xuất sắc đến từ Fata cũng như là Kroki thôi. Đấy là một cái trận đấu trong khuôn khổ giải đấu gì tôi quên mất rồi. Và Na'vi họ ban đi con Void ở vị trí offlane. Void là một cái sự lựa chọn rất hay từ Soneko, khi mà anh ta biết rằng Adfinum có thể lựa chọn vào Void để tạo ra một cái combo rất khỏe. 10 seconds remaining. Our Devourer này, Earth Spirit lại còn kèm thêm con Void. Thì Beastmaster với Chen hoặc là bất kỳ một hero nào dính trong lồng thôi, sống làm sao đây. Adfinum họ pick vào Sven và lượt ban cuối cùng ở cái phase thứ 2 thì họ đã ban đi con Lycan của Dithyara. Vengeful Spirit dành cho Soneko là lựa chọn của chàng drafter trẻ bên phía của Na'vi. Và lineup của Na'vi bây giờ push rất là mạnh.
với Aura đến từ Vengeful Spirit, với đệ của Chen, với Aura của Beastmaster, và chắc chắn anh ta sẽ lên sách nữa. Advenom thì đang đánh cho mình bộ combo rất khỏe đến từ Darkseer ở lượt pick thứ 4. Darkseer kết hợp cùng Sven, Earth Spirit và cả Our Devourer nữa. Một cái vacuum đặt tường, một tình huống đá bóng vào sau đó lăn thẳng sử dụng cái Magnetize. Ôn tê đến từ Our Devourer và lượng đam lan đến từ Sven, nó là quá tuyệt vời. Nhưng tất cả chỉ đẹp trên lý thuyết thôi. Thực tiễn nó sẽ xảy ra như thế nào chúng ta còn phải chờ xem nữa. Windranger dành cho Dandy, đó là những gì mà Soneko anh ta thực hiện ở lượt pick thứ 4. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Vẫn là suy nghĩ đến từ Sarspodden và anh ta chưa có cho mình những cái sự lựa chọn đích đáng thì phải. Bây giờ anh ta sẽ phải ban đi một con carry Dithyra để có thể chơi được một vài carry tôi đánh giá là hay. Đấy là con Gyrocopter đánh cũng tạm tạm này. Slug thì từ cái thời anh ta đánh Power Ranger rồi, lâu lắm rồi tôi không thấy anh ta sử dụng nữa. Có thể là một con Juggernaut, cái đội hình này để xây dựng lap push cũng rất là khỏe. Lycan thì bị ban rồi, Fu bị ban, cá nhân tôi đánh giá không cao con Furion của Dithyra. Cái việc ban và cái slot này nó hoàn toàn là thừa từ Advenom. Và bây giờ thì lượt ban cuối cùng, Sarspartan, đội trưởng của Advenom, đã loại bỏ đó là Gyrocopter. Radiant team pick. Ban đi Witch Doctor đến từ Natus Vincere. Đúng rồi, một con support phòng thủ có khả năng bảo kê cho Sven tại lane. Chưa kể đó là việc kết hợp ở thời điểm late game cùng với Darkseer rất khỏe. Và tin tôi đi, Witch Doctor mà vào cái lineup của Advenom thì nó sẽ rất khó chịu. 5 seconds remaining. Reserve time, 10 seconds remaining. Ở cái lượt này thì sao? Vòng Winter Wyvern dành cho Advenom. Đây là một cái giải pháp để counter lại Dandy hoặc Chen, khi hai người này sẽ chọn vị trí rất xa trong combat. Và với một cái Blink Dagger nếu có thể lên được, nếu thôi, thì Winter Wyvern hoàn toàn thể giữ chân được một trong các thành viên của Na'Vi, và thậm chí còn là giết thẳng vào Chen nếu như đàn đệ cũng như những người còn lại đứng xung quanh anh ta. Lonroy dành cho Dithyra và một cái lineup push rất rất mạnh ở thời điểm mid game cho Na'Vi. Và liệu họ có thể tăng được cái sức ép dần dần đánh Snowball và khiến cho Advenom gục ngã thời điểm mid game, hay sẽ là một game đấu mà Advenom họ sống sót được tới thời điểm late game, mà đấy là cái lúc đội game đến từ Hy Lạp tỏ rõ nhất sức mạnh của mình. Vâng, tôi thì tôi cứ nghĩ là sau khi nhìn thấy những hero tay dài, nhìn thấy Chen, nhìn thấy Windranger, nhìn thấy VS, thì tôi cũng đã nghĩ đến con Draw Ranger. Nhưng Dithyra không phải là một người chơi Draw Ranger thường xuyên cũng như là hay. Khi mà ở những lần trước đây thì thường xuyên là để cho Dithyra cầm con Viper cơ, sau đó Dandy mới đã là người sử dụng Draw Ranger. Cá nhân tôi đánh giá cái việc chọn vị trí trong combat của Dithyra là không hay. Anh ta là một người farm tốt, là một người né gank cũng tương đối ok, nhưng kỹ năng chọn combat, chọn vị trí trong combat của anh ta thì tôi không đánh giá cao. Và cái việc để cho anh ta cầm con gấu này thì tôi thấy nó sẽ là một giải pháp an toàn hơn là Draw Ranger.
trong cái lúc pause game như thế này thì bây giờ chúng ta có thể phán đoán một chút thôi về cái việc landing phase. Navi thì có lẽ họ sẽ chia lên theo kiểu cổ điển, đấy là con gấu thì sẽ đi cùng với cả Soneko ở trên top, Dan đi solo mid general thi đấu offlane và con Chen farm rừng không có điều gì quá đáng kể cả. Nhưng Advenom liệu họ có sử dụng một cái công lên để đè chết con gấu của DTRI hay không, khi mà Sven đi cùng khi mà Sven đi cùng với Beatmaster thì cũng không phải là một cái kèo quá là đè nén được offlane của đối phương. Liệu AF họ có sử dụng cái chiến thuật là đánh công lên để khiến cho Na'Vi vấp phải một chút cái khó khăn ở thời điểm early game hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Một cái công lên với Winter Wyvern, với Spirit và một con Sven hoàn toàn để kết liễu được DTRI trong chớp mắt, khi mà chúng ta để ý rằng thời điểm gần đây Soneko thường xuyên ram mid và hỗ trợ cho Dandy. Tôi sẽ để cam một thanh niên Vlad. Đây là một trong những người mà rất đáng để tin tưởng, rất là kỳ cựu của Dota Ruhup. Wind Ranger vẫn sao mua cho mình nhiều rau muống thế này, vẫn mua tới 3 nhành Iron Branch. Không hiểu cho lắm, vẫn được share 2 Tango. Vâng, một cái nôn rất quen thuộc thôi. Ở đây thì DTRI anh ta di chuyển lên top với con gấu của mình. Chen của Astyle di chuyển ra mid với Dandy và sẽ là ăn cái rune top này đến từ bên phía của Na'Vi. Soneko cũng đã xuất hiện. Và bên phía của Advenom thì sao? Chúng ta cũng xem mua đồ thời điểm đầu game nào. Vâng, C-Spartan có smoke rồi và Advenom họ sẽ tiến lên. Liệu họ quyết định ăn first blood với cái lợi thế là Iron Chill của Darkseer hay không? Skylark đã búp cho Madara, đó là đá stun lên. Và đây giờ thì sao? Madara anh ta stun ở Dandy và sẽ body block ở đây. Lượng đam đến là quá lớn với solo mid của Na'Vi. Liệu anh ta có chạy được hay không? Đang có những cái khạc slow, những cái skill vào, nhưng đó là không đủ rồi. Tình huống vừa rồi là một phát đá đồng đội lên đến từ Star Spartan. Và thanh niên Mara có tình huống body block rất hay, nhưng Dandy đã có một điểm ở win run và không thể làm gì anh ta cả. Những cái khạc băng đến từ Winter Wyvern, những cái Arctic Burn là không đủ. Và Dandy anh ta cắn bình máu to, được đồng đội cho bình máu to di chuyển trong rune board. Và như vậy cái công smoke đến từ Advenom là muối bỏ bể rồi. Ở đây thì có bắn ngược và maybe next time. Và liệu anh ta có về nhà hay không? Có lẽ sẽ là next time thôi, khi mà bây giờ lượng đam đến từ General cũng có lợn là rất lớn, nhưng đã giết được con lợn rồi. Rồng băng anh ta sẽ còn một chút máu và đi về được. Madara cũng bỏ trở lại lên của mình. Dandy có cho mình rune bot. Trong khi đó thì sao? Ở trên top thì Our Devourer cũng đã có cho mình rune. Vâng, như vậy là bên phía của Advenom họ vẫn chia lên như bình thường thôi, nhưng mà Earth Spirit sẽ là vấp vào Soneko ở trong cái tình huống này, đang liên tục lấy gậy nện vào Soneko. Vâng, sử dụng gậy nện một người phụ nữ thế này là hành động không hay đến từ Spartan. Anh ta cần phải lùi lại. Soneko thì vẫn còn khá là nhiều máu. Ở đây thì Skylark đang để cho trụ harass mình, nhưng con gấu của DTRA cũng không còn quá nhiều máu nữa, và hai bên sẽ phải chơi cẩn thận thôi. Cắm một cái ward để phòng thủ lên đến từ Dandy. Đây thì có những cái tình huống pull ngang vào. DTRA sử dụng gấu của mình di chuyển vào để farm luôn. Nhưng mà last hit được. Rất tuyệt vời rồi. Skylark thì anh ta với cái Iron Shield rất là thoải mái, đá stun vào con gấu. Nhưng mà con gấu này nó rất dày ở thời điểm đầu game, nó sẽ không giết được nó đâu. Kèo này thì rất là khổ dành cho Sven khi mà Winter Ivan anh ta sẽ pull kèm. Nhưng General với con lợn của mình sẽ hành hạ được Sven một chút trong thời điểm đầu game. Nhưng anh ta vẫn đang last hit tốt. Sẽ chỉ là cầu máu thôi, last hit được 11 grip rồi. Trong khi đó đi treo ra con số này nó chỉ là 8 thôi. Dandy ở mid thì đang quá thua kém so với Our Devourer. Có 2 last hit. Ở đây thì Star Spartan anh ta bị dồn vào, anh ta bị stun, bị trói, bị tất cả các thứ. Và Soneko là người lấy được mạng. Đây là một cái màn trả thù ngọt ngào khi đầu game thanh niên Earth Spirit cầm cái gậy và liên tục nện vào người của Vengeful Spirit. Đừng tưởng anh là phụ nữ mà muốn làm gì thì làm. Gọi đội ra và trả thù rồi. Invisibility.
Bendy thì đang để thua mid một cách đáng báo động rồi. Mới chỉ farm được hand creep, trong khi đó thì sao Our Devourer có cho mình là 7. Nhưng vừa nhắc tới mid lane thì Soneko đã có smoke. Vâng, xin lỗi các bạn, đó là một cái rune envy có shackle rồi, stun vào người của Thug. Và Thug sẽ chết trong cái pha này thôi, khi mà Astai cũng đã di chuyển ra với những con đệ của mình. 2-0 dành cho NaVi ở phút thứ 2. Vâng, chúng ta cùng Sofa Recap đi. Pha đó đã đem lại cho các thành viên của NaVi đó là 341 tiền. Sven thì đã có cho mình một cái giày thêm 400 tiền nữa. Cá nhân tôi nghĩ Sven anh ta sẽ không lên một cái power chest sớm, mà đó sẽ là một cái helm dominator. Khi đó thì anh ta sẽ thu phục đúng con đệ, stack những cái bãi ancient và để cho support bên mình những cái khoảng không gian để có thể roam gank. Đó là phong cách chơi Sven trong phiên bản hiện tại, cộng mắc 23 thôi. Dandy thì sau khi giết được mạng của Our Devourer thì sắp sửa cân bằng lực lượng last hit rồi, và thậm chí đang deny hơn. Dandy với sự hỗ trợ của hai support thì anh ta sẽ là ổn thôi. Ở trên top thì sao, Soneko đang bị đấm vào hết mana rồi, vẩy trừ giáp ra, mở Soaring đến từ Skylark, nhưng anh ta sẽ không làm gì được con VS này đâu. Đây có úp Dandy lại để có thể control lane đến từ Thug, và anh ta vẫn đang làm rất tốt. Bắn Naken off vào, Dandy cần phải lùi lại một chút, đã bị ăn cắp hai intel rồi, đánh cho ngu người luôn. Bật Queen run lên và tỉ tỉ tay đôi. Rồi Skylark bị dồn vào ở đây và anh ta nằm xuống, mạng dành cho Chen với màn roam ra. Hai support của Na'Vi đang chơi khá hay trong cái game đấu này, với những cái tình huống di chuyển rất máu chiến ở thời điểm early game. Và bên phía của Na'Vi đã có cho mình 3-0 rồi. Thời điểm phút thứ tư như thế này là tương đối tốt, mặc dù Sven đang farm ổn, có một cái rune regen. Và ở đây thì maybe next time anh ta sử dụng Arctic Burn, và cái tình huống nhường rune vừa rồi đã khiến cho General và Dandy không ai được một cái gì cả. Rất thính đến từ maybe next time. Astai thì đang vác gà mang đồ ra, đó là một cái giày mana ở thời điểm phút thứ 5 và có thêm 200 tiền. Wow, Astai ăn được một mạng, 2 acid và 19 creep. Đó là những gì anh ta làm. Con Chen này sẽ rất xanh đây. Phút thứ 5 có giày mana. Wow, well play. Như tôi đã nói từ đầu rồi thì để cho ai cầm Chen thì để Astai cầm Chen thì nó cũng là kinh. Madara thì di chuyển ở farm rừng với việc anh ta có một cái mặt nạ hút máu nhỏ rồi. Sẽ lên cái mặt nạ hút máu to để farm 39 creep rồi, farm kinh quá nhở. Chúng ta cùng xem còn bao nhiêu tiền nữa. Vâng, như vậy là còn 250 tiền nữa. Đây, General anh ta đã lên cho mình xong, đó là một cái giày. Sẽ lên giày máu thì phải mua một cái Ring of Protection, cũng có thể là một cái Iron Talon. Chúng ta chưa biết được những cái lựa chọn tiếp theo của Beatmaster. Rồi Astai sử dụng đệ lên, có tròn tròn chói thành công Skylark rồi, tha mình stun, sẽ có stun đè đến từ Soneko. Gấu cũng đã di chuyển lên, đó là một cái Cold Embrace và lượng đam dồn và không đủ sử dụng cả Splinter Blast, nhưng cắn chói đến từ gấu và đắp xia nằm xuống. Đó là một cái tình huống mà Londroy ăn mạng. Wow, quá xanh. Shuckle đến từ Dandy và chúng ta cùng chờ xem. Vâng, Earth Spirit nằm xuống, Our Devourer chắc chắn không thể làm gì Dandy cả. Đó là một cái tình huống mà 2 bắt 1, nhưng thế quái nào mà Dandy lại là cái người ăn mạng của Earth Spirit. Wow, đó là 3 điểm vào Shuckle và 1 điểm vào Ulti thôi. Tôi đang xem cái gì đây? Na'Vi 5-0 ở thời điểm phút thứ 6 và họ đi ganh ở lên khác. Đối phương ganh vào lên của mình nhưng họ vẫn có thể counter ganh thành công với chỉ mình Dandy. Radiant's top tower is under attack. Và bây giờ thì sao? Londroy farm được, Chen quá xanh, Dandy cũng tương đối ok, General cũng ổn và đội hình của Na'Vi bây giờ có thể coi như là 3 co rưỡi. Quá nhiều đệ và gọi đội ra đến từ Astai rồi, sẽ có mở smoke ra ngay sau đây thôi. Không như vậy là Soneko cùng Astai di chuyển như thế này là hơi can lộ rồi. Cắm cái ward lên, Daxia đã phải di chuyển farm rừng, như vậy là không hề lộ tí nào cả. Mara đã có cho mình một cái hút máu to và anh ta sẽ tiến hành stack cái kem ancient ngay sau đây. General vẫn đang farm mà chúng ta cùng xem là con Beatmaster này nó sẽ có cái gì. Như vậy là nó sẽ lên một cái Antalan. Đã có thêm cái Bell of Giant Strength rồi.
Dandy ở phút thứ 7 anh ta có cho mình cái nôn, cái bình và sẽ mang giày phây ra ngay sau đây. Mở smoke ra đến từ bộ đôi support của Na'Vi. Đây đang là cái chìa khóa, cái bản lề để cho Na'Vi chiếm lợi thế ở thời điểm early game. Họ di chuyển vòng sau và đã nhìn thấy những thành viên của bên phía Adfinder bot. Nhưng không, đó là di chuyển ra mid. Our Devourer có cho mình đó là cái rune envy. Chúng ta cùng chờ xem tình huống này có thành công hay không. Mở rune envy ra và như vậy là bye bye anh đi về nhé. Sven thì vẫn cứ farm thôi, sẽ hoàn thành power trade ở phút thứ 8, farm 65 con creep rồi. Nhưng con Sven trong cái game đấu này sẽ bị Kai ở thời điểm mid game khi mà nó chưa có BKB. Nếu lựa chọn một cái phong cách build đồ quen thuộc, đó là một cái kiếm chéo, một cái blink dagger, anh ta sẽ không có BKB để tham gia những tình huống combat từ khoảng phút thứ 15 đổ đi. Và với một cái raw đến từ Beastmaster, với những cái stun đến từ đội hình Na'Vi, thì liệu con Sven có chém được hay không? Vâng, ở đây thì chúng ta có sự xuất hiện của một caster rất là nổi tiếng, anh Mimosa. Vâng, và anh có thể nhìn qua với cái tỷ số, những cái line up này thì anh dự đoán là bên phía của Adfinder thì làm gì những cái thế này nhỉ? Alo! Alo! Nói bà! Bài 1 vâng, chào bạn! Thôi không nói cái câu mà đã lâu rồi và không gặp nhau, mình đến với nhau cái trận đấu này luôn nên cảm giác nghe nó sẽ kiểu hấp dẫn hơn. Hiện tại thì chúng ta đến với cái trận đấu đây giữa Na'Vi và Adfinder. Đây là đội nào ấy? Đây là đội đến từ Hy Lạp và đang có phong độ rất là ok đấy. Vâng, Centurion đến từ Hy Lạp. Và có vẻ như ở trong trận đấu này Na'Vi có một cái line up thiên về boot khá là dị. Ở đây gồm có Windranger, Chen, Londroid, Beastmaster mà còn thêm cộng đam đến từ VS nữa thì nó gần như là kiểu cái lượng sát thương gây ra vào trụ mà kiểu có gì nó gần như là khá là vô địch. Thì cái con Win này có con VS nó boost đam như thì còn về phía của cái đội Hy Lạp ở đây họ có một cái combo là Winter Wyvern đã kia rồi OD, Sven và Earth Spirit nghe thì có vẻ là kinh thôi nhưng mà thực chất thì để hoàn thành với combo này chưa tưởng tượng ra, chưa hình dung ra có thể làm nó kiểu gì. Gấu thì đứng ngoài rồi, gấu con đứng thì có đập trụ các kiểu rồi. Con Beastmaster đấy cũng để hai con đệ xỉa trụ cùng lắm nó đứng gần để cho hưởng aura. Người duy nhất ở đây là có thể khả năng đứng im để có thể bắn trụ thì đó chính là Dandy với Windranger. Nhưng mà dù có làm sao đi chăng nữa thì cũng đã có VS cũng như là Chen lo liệu, không có vấn đề gì cả. Một cái lineup pick khá là thông minh dành cho team Na'Vi. Hiện tại một 5-0 luôn, nói chung là có smoke rồi và sẽ nhìn thấy Earth Spirit rất nhanh tay Silent được. Silent là hay nhưng mà chết bởi một cái Fizzy quá hay đến từ General. Và như vậy thì ra một cái land boss này quá dễ dàng cho Na'Vi thôi, bởi vì một thành viên nó tôi chưa nhìn rõ là ngay lập tức là tele về rồi. Hay là vô địch. Ở đây thì sẽ có ăn trụ một giấy boss và với một cái lực lượng đệ cũng như là creep như thế này thì tôi nghĩ rằng bên phía của Adfinder họ sẽ không dead đâu. Mày kích anh ông đặt sát được cả. Nhanh lên. Người ta lên để vui chơi với cả anh em nói tay tình kích. Vâng, đùa vui một chút thôi, hiện tại thì Dijara trong vai ở đây đó là Lundrui ở vị trí carry, tức là tele xuống boss rồi, họ muốn YOLO. Ở cái trụ Hà không, đó là chính là Androshan trên top, Sven của Hú Đam lên chém trụ các kiểu, cái lượng đồ tạm gọi là ok. Sắp có cho mình Yasa dùng đến một cái song kiếm, đồ khá là classic rồi. Đã có mua smoke ở đây từ con Winter Wyvern rồi. Chưa nghĩ là cái cửa ở cái game đấu này thì team Hy Lạp là có cửa cho các chàng trai Na'Vi của chúng ta. Áo nào bảo tôi biết được một vòng vẩn thì luôn giọng trong veo này và đó chính là Aegis of Immortal dành cho Queen Ranger ở đây rồi. Tiếp theo sẽ hướng đến ở đây đó chính là trụ mid, sau đó là lên trụ top. Cần phải đẩy cái khoảng cách xa ra tower từ các team. Dithyara có cho mình 3.200 tiền ở phút thứ 11. Vâng, 3.500. Vâng, 3.200 gold ở phút thứ 11.5 này. Với cái Aegis của Dandy họ hoàn toàn có thể chơi với cái lối chơi ở đây, đó là 4 người push, sau đó là cá rỉa lùi về các kiểu thôi. Không có gì phải sợ cả, đủ một cái khoảng thời gian play time. Ô, từ đã nào đây. Không, chưa có một cái gì xảy ra cả. Vâng, vừa mới chớm ở đây giết được con Centaur thì Vengeful Spirit mới có được cho mình ở đây, đó là cái swap. Không thể nào swap kịp được. Vâng, tình huống vừa rồi thì Dandy định làm pha highlight việc Shackle vào con Centaur nhưng mà nó lại hơi đen, lại dính vào cây nhưng nó lại không dính vào quá trình snowball ở đây của Dandy phải gọi là khá là ok, anh ấy 2-0.
hiện đang hướng đến một cái bố set như đã nói ở đây, thì team Navi họ hoàn toàn có thể gọi là push tổng lực với 4 người, tạo một khoảng trống cho Dijara có thể farm cộng thêm cái lượng tiền để trụ chắc là khoảng 14 phút, 15 phút thì con gấu này có được cho mình một cái Radiant của thậm chí anh còn có cả cho mình Midas cơ, khá là kinh khủng. Chứ đây có cửa nào lắm để bây giờ mà bảo cái team Hy Lạp này mà có cửa để đánh nhau với con gấu ấy cả. Cho mình Radiant thật ra là sớm. Nhìn combo của bên phía Ad Venom thì rất là khỏe, nhưng vấn đề là để thực hiện được thì cần một cái lượng level rất là lớn và cần cả đồ nữa. Chấp có là level 30 thì cũng chả thực hiện được đâu. Và nhìn cái lối chơi, cái lineup và cái ý đồ của Na'Vi chúng ta biết rõ, họ chẳng việc gì phải lộ mặt nữa cả. Ở đây nó chính là cái con gấu để đứng im phá trụ rồi. Đấy, cái con gấu nó sẽ giữ khoảng cách, con Beatmaster sẽ giữ khoảng cách với con gấu để có thể cộng attack speed cho. Ngoài ra thì ở ngoài một đèn đi các kiểu sẽ đứng sẵn sàng cover rồi, gần như là không thể nào mà hoàn thành cú vacuum 5 được. Vâng, ở đây gồm có này một lợn này, hai centaur, một người rừng, rồi hai chim đang bay, sở thú gaming. Mà phải công nhận là dạo gần đây thì không hiểu tại sao Na'Vi này họ rất là thích chơi với kiểu lineup và kiểu rất là thích thiên về push. Giải quyết game đầu sớm quá, vậy là đánh lên game là không hay cho là không nên là vẫn chơi lên game luôn, em hiểu không? Nhưng mà vẫn cứ thích kiểu pick kiểu gì cũng phải có con hero púp biển các kiểu rất là kinh. Ở đây ok, từ từ cầm chuột đây chỉnh xem là item về phía lượng item hiện tại phút 13 Earth Spirit chả có gì cả. Ok, đó là điều hiển nhiên thôi. Con Sven này hiện tại sắp có cho mình cái song kiếm rồi, mà song kiếm là chưa đủ, cần BKB, cần rất nhiều, cần timing những thứ. Lại khái là về phía của team AF này, ngoài thật ra thì ngoài chả có con gì có đổ thì so với cái việc mà đây là còn lùn đôi đang nói chuyện ở đây thì anh ấy đã có cho mình ở đây là cái 3k8 rồi, đang hướng đến 800 gold mà chỉ là 1350 thôi, thì nó sẽ là một cái Radiant ở đây thì nó lùn đôi đặc biệt các bạn. Vâng, và trước cái game đấu này tôi có bật một cái bài của Maroon 5, đấy là bài Animal, và ngay lập tức thì game đấu đầu tiên là vì họ chơi sở thú gaming rất là điềm ở đây. À, liệu rằng bên phía Na'Vi họ có một cái chiến thắng sớm hay không, chờ xem. 6-0 ở thời điểm phút thứ 14 và đang có một con Lordroid đầu bảng Edward so với Sven. Bắn tỉa các kiểu ở đây mà là không hiểu tại sao là ở cái meta hiện tại thì con Wielander được chơi lên bố set. Tôi nhớ là cái update này cái bố set cũng như là con Wiel này nó cũng kiểu không bị nét gì vào cái kiểu ultimate của mình. Rồi, ro thẳng vào đầu, maybe next time có một pha power shot. Và Beatmaster là người ăn mạng với những cái hit đánh tay cuối cùng. Lên búa set em nghĩ là để cho Team Ranger hỗ trợ cái việc push. Không, người ta không, cái bọn pro nó không nghĩ như thế đâu em ạ. Nói chung là nó phải là một cái thuật toán gì đấy mà chúng nó khám phá ra thì mới bắt đầu mới lên item kiểu này. Có thể là do là cái lượng max attack speed ở cái phiên bản 6.6 nó gia tăng lên, nên là chịu, không có đau đầu quá. Và ở đây đó là một stun vào đứng Dandy bật Winran cho Dandy bắn 1 phát 2 phát. Liệu ulti đến từ Hoàng? Câu trả lời là không. Soneko sẽ tiến hành soát trong cái tình huống này, nhưng mà đang lách các kiểu này có 2 tele bây giờ. Và như thế là Chocobai rồi, OD nằm xuống. Chocobai luôn cơ mà. Và thế là OD chết rồi, chỉ lấy được đó là một cái Ken Aegis của Dandy. Thật ra cái Ken Aegis cũng sắp là hết hạn rồi. Tức là kiểu thức ăn thừa ấy, dùng cho nó hết thôi. Đá stun nó không chính xác, mà ở đây thì có câu Embrace. Vâng, Skylark đang di chuyển ra. Người đàn bà hóa đá, người đàn bà lắp thẳng lên rồi, người đàn bà đuổi theo Astai. Astai gọi hai con sen về, ok, một stun gọi là hay, nhưng mà đó nó vẫn đẩy đá thì người đàn bà và ok. Thế là nằm xuống, ôi lắp đi dết rồi, trời ơi, đang chửi nhau này. Xong rồi là ăn lắp của tao, xong rồi, không. Nhưng mà như vậy thì là AF, họ đã mất đi hai cái chữ mít rồi. Không thở được Phạm Quỳnh Anh. Ừ, mà đã có mạng đầu tiên dành cho Ad Venom. Nhưng đó là mạng của Astai. Nhưng mà nên nhớ là ở cái meta hiện tại chúng ta vẫn đang ở phiên bản 6.86. Và dù đến phút 16 hay là 20 không có mạng nào, thì chỉ cần là một cái tình huống gọi là Team wide kiểu gọi là gần team wide thôi. Rất lập lại rất là nhiều tiền, nhất là khi Sven không phải là một con hero không có đồ. Cái lượng net worth của anh ấy hiện tại thậm chí là ngang ngửa so với cả Lundui luôn. Chỉ có là ở cái thời điểm này thì Lundui sẽ có lợi hơn bởi cái style lên đồ của mình thôi. Còn khi mà kiểu Sven này đã có đồ thì là cực kỳ luôn.
Thật sự thì lâu rồi thì anh ta đánh theo kiểu là đi push thì nó khỏe hơn, đánh combat thì cần phải rất là đắp rất là nhiều đồ cho con gấu con nữa, ít nhất là cái AC, cái Vladimir thì may ra mới có thể tự tin khoe cá tính được. Nói chung là rất là khó em nhìn đi, bởi vì là cái Radiant hiện tại thì có tăng một cái phần trăm mít nhất định rất là nhiều, mà cái giống OD xong rồi Serven mà kiểu không có BKB gặp lại cái này rất là khó chịu. Cái con gấu này vả thì nó cũng không phải là đậu vừa ra. Vậy chính vì thế và hiện tại thì OD ở phút thứ 17 mua cho mình một cái trống. Lượng network thậm chí nó còn thọt hơn cả Daxia. Không thể tin nổi mất. Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy đó là bốn người của Na'Vi đứng ở trong top 5 network và có được những cái lượng item rất là khỏe rồi. Soneko cũng có cho mình tới 3.000 network, mặc dù chúng ta không farm ở đây thì liên tục phải cào cấu. Đúng rồi, chắc chắn là Nidara sáng nay không xem bài viết của eSports Việt. Con gấu này thề là vừa hú xong rồi disconnect phát là hú phát nữa thì tất cả creep được cộng đam luôn, chất vãi thề. Thế là có không nào chắc chát đấy, ban ngay lập tức là phải ban. Ok đây tôi dí thẳng mồm mic vào này, alo nghe rõ chưa? Có một tình huống đá stun rất nhiều người ở đây nhưng liệu có lao ra hay không, mà chắc chắn là không lao ra rồi, chả có cái lý do gì để lao đường ra dẫn đến cũng thành nhưng mà cũng không để làm gì cả. Cái đàn tướng cũng như là kiểu cái đàn thú này ngay lập tức lùi về, đó là một cái bling dagger ở đây dành cho fan. Cái lối chơi hiện tại của AF là rất khó để có thể thực hiện một cái tình huống combat ảo diệu. Như vậy là đáp trả lại đó là book 3 cho Zero cũng như là Blink Dagger ở đây cho Dandy. Thề luôn, thì bây giờ thì đánh kiểu gì nhỉ? Mất 5 trụ ngoài rồi. Mất thêm cái nữa thì tính sao ở đây thì thắc anh ta cần phải đi về. Có một cái trống nghe thôi, và đây đấy là Dandy. Shuckle không chính xác, nhưng Marauda có mặt ở đây, một stun vào rồi. Không thể giết được đâu khi mà Soneko cùng với Gấu đã có mặt. Vâng, Dandy chơi tới luôn, anh chơi chase luôn. Mà biết là ở đây các thành viên của AF họ không có trụ để có thể cover back up. Một người tele về thành công và đó chính là Serven. Và chúng ta đang nhìn thấy một cái pho tượng mang hình hài của một con thú tay cầm con gậy bỏ chạy, ông sợ hãi ở đây, cô gái vẫn tiếp tục đuổi theo. Một pha xúc phạt không thành công ở đây rồi sút về Seco để giữ lại được con OD trong một giây, nhưng mà không có gì là phải về cả. Nhưng mà ok, vị thần đá nằm xuống rồi, đổi mạng là có lời dành cho các thành viên của team AF, nhưng mà họ câu được khá nhiều thời gian của Na'Vi ở đây cũng như là bảo toàn được tính mạng cho các core hero của mình. Hai con thú của Chen hiện tại đã bị con Daxia giết bằng một cách gì đấy rồi. Ok, hiện tại Dandy chắc tiếp theo hướng đến đó là một cái gậy xanh thôi. Gậy xanh đi các kiểu. Thật ra thì Dandy em xem thì anh ta lại không hay lên gậy xanh sau cái búa set này, mà lên thẳng cái BKB. Đánh theo kiểu là rất chắc chắn và không hề có một tí. Không hề có một cái tí nào. Vâng, con lợn vừa deny cái tower trông rất là ảo diệu. Hiện tại vì đó là Vladimir ở đây này cho Kitara rồi, trâu lại càng ngày càng trâu hơn. Thì 1600 máu và lượng giáp nó là 19 ở thời điểm phút thứ 20. Giết kiểu gì thì con gấu 2700 máu cơ. Trông thì có vẻ như bên phía của Advenom bây giờ chưa đào đâu ra đa, mà đánh cả network thì nó là 7500. Vâng, trông có vẻ như là hiện tại là phút thứ 20 thì kèo 10 kill sắp thuộc về Dandy. Chúc mừng cho các bạn nào đã trúng số độc đắc ngày hôm nay. Wow. Vâng, sau khi các bạn trúng số độc đắc thì các bạn hãy đến ủng hộ cho quán bánh mì của Mỹ Bừa mới mở ở nhưng mà hỏi thật e Khâm Thiên. Nhưng mà chú Mỹ mở hàng bánh mì thật à? Thật. Cháu hỏi thật thế, khi nào chú lên chú cầm cháu gái đấy, cháu ủng hộ chú một cái. Ngon thì cháu lại ăn tiếp. Còn không ngon thì cháu không trả tiền. Thế nhá. Vâng, hiện tại thì Dandy có được ở đây đó là một cái run in V đang đứng để dình dập đánh đập một ai đó, anh hoàn toàn tự tin thôi, bởi vì ở khu vực này quá nhiều thứ Na'Vi, tối sau lưng Na'Vi đã set up rất là nhiều thứ ở đây rồi, chỉ đợi là con chuột rơi vào bẫy thôi là bắt đầu đánh đập lột da. Nhưng mà bây giờ bên phía của Advenom thì họ đang di chuyển ở khu vực mid với hai người đấy là Madara và con Earth Spirit, nhưng liệu rằng họ có phát hiện ra tình huống Na'Vi họ đang canh Rosa không? Tốt nhất là các thành viên của Na'Vi họ không nên đùa trong cái tình huống này, bởi vì hiện tại họ đang ở đội dẫn kill. Đội dẫn kill thì khi chết sẽ thọt rất là nhiều tiền, cái lượng bounty được tăng hơn tàn. Hơn nữa là cái con Serven này hoàn toàn có khả năng để có thể clear các... Con gấu thì có thể khỏe thôi, nhưng mà các thành viên còn lại thì có thể nói là yếu, như kiểu là Dandy này có thể dễ dàng bật được cái win run của mình lên, nhưng đó chỉ là cái win run ở level 2, cũng như là cái lượng máu của con Wind Ranger này chỉ có 1000, chỉ bị Osirven nó làm cho một cái tình huống nào đấy thôi, mà kiểu
đột tử chí mạng là cũng ra vấn đề. Tốt nhất là nên chơi cẩn thận. Ok, OD thì tôi không đánh giá cao những cái người chơi mà không mặc cái set medical cũng như là không cầm cái búp sen ở trên tay, trông cảm giác có bị yếu hèn. Nhưng mà vâng, hiện tại những thành viên của Na'Vi đó là con Roshan thứ hai rồi. Exit tiếp theo thì chắc là hứa hẹn nó sẽ là dành cho Dipdera. Không, em nghĩ là Dandy sẽ là người cầm cái này. Không em ạ, bởi vì Dandy nó sẽ là một cái cá nhân. Hiện tại thì anh ấy chưa thể nào mà anh ấy gây ra thật đấy. Nào, để không nhắc cơ. Không. Tại vì Dandy sẽ phải có những cái tình huống blink vào trước. Không phải, bởi vì này, theo cái quy luật của cái trận đấu rất là đơn giản thôi. Hiện tại thì họ đã ép tất cả các cái trụ ngoài rồi. Cái mục tiêu đó là để con gấu này đứng im thoải mái phá trụ. Dandy sẽ là một cái cá nhân ở ngoài để khi mà các thành viên AF họ lao vào thì Dandy có thể cover được. Chứ hiện tại với cái lượng đồ của mình thì Dandy chưa thể nào đứng mà có thể bắn trụ gây một cái lượng sát thương lớn được. Hơn nữa là ngay cả khi mà Dandy chết cũng có cái tác dụng của Exit đấy, thì cũng đã có effect gì đến từ gậy xanh đâu. Cái ultimate cooldown nó phải gọi là cực kỳ lâu. Trời ơi, còn Chen nó còn thiếu 300 tiền nữa có gậy xanh. Ngay khi mà Chen có gậy xanh thì đó là ôn mít luôn. Làm một con rồng, làm con rồng một con mặt ngu, thế là đủ. Chính xác là như vậy đó. Vâng, trận đấu vẻ là hơi một chiều rồi. Hiện tại thì đã có ở đây, đó là một cái áo đôn chề dành cho con gấu. Chề, đây là một cái giáp plate mail. Nếu như anh em nào mà không hiểu được thuật ngữ của Mimosa sử dụng. Ôi, có một tình huống mà mất Aegis đến từ Dandy. Tự nhiên bên phía Artfinder muốn chạy về, nhưng đó lo thẳng đầu Skylark có sử dụng Cold Embrace lên. Vâng, đấu đã ra rồi, gấu ra ở đây. Mà nên nhớ là Winter Wyvern hình như là Aegis vẫn đang sử dụng. Không biết là sử dụng hay chưa nhưng mà nằm xuống rồi. Không kịp sử dụng ultimate của mình là Spirit thì còn quá ít máu. Shackle chính xác thì chắc chắn là chính xác thôi. Cái tình huống là Orion là Chocobai 2 support phải nằm xuống không. Nhưng mà anh nghĩ thì đây là một cái tình huống mà cũng chả có cái gì xảy ra cho team AF cả. Người chết duy nhất đó là Han support sẽ là respawn ngay bây giờ thôi. Quan trọng hơn hết là họ đã xóa bỏ được Aegis khỏi người của Dandy. Sven thì đấy, như đã nói là một cái tình huống đừng để con Sven này nó lao vào để Dandy cũng có thể chết thôi. Và nếu như Sven này là một Sven biết chơi thì anh ấy hoàn toàn có thể đánh vào một cái target khác để clip cho người Dandy. Vẫn có thể gọi là gây mất máu, nhưng mà đấy cứ là bốc phép thì thôi, là trận đấu nó kết thúc rồi. Nhìn có vẻ như con Sven nó không có. Cứu đập tường quá đẹp nhưng không stun này được. Và bây giờ thì Skylark anh ta phải trả giá thôi. Chắc chắn là chết. Timing power shot cực kỳ chính xác đến từ Dandy. Thực ra không phải là timing đâu, anh ta đứng yên rồi. Và ở đây thì sao, thành niên Asterix một cái ulti đẹp đến từ Winter Wyvern. Nhưng Astai vẫn sống sót mở được ulti lên. Có stun vào đến từ Marara, nhưng bây giờ Marara không dám lao ra. Quá nhiều thành viên của Na'Vi đang backup ở đây. Dandy đang đứng như tượng thì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra sau cái pha blink vào. Nhưng bây giờ thì các thành viên của bên phía AF thì có lẽ là họ sẽ không đép được cái Rex này đâu. Ôi thế, kiểu trong một cái combo khá là hoàn hảo của cái việc của con Taxia đặt trường thành công. Vacuum thành công, Sven ulti chưa thành công, nhưng mà đó không phải lỗi của Sven. Thì tiên ông có đều blink ngập đoàn. Nhưng kiểu là thề là đa hơn đối thủ khoảng 1.000 in ý. Nhưng thật là không phải. Cầm mỗi cái trống là cái blink nó trông rất là kiểu hoàng hồn. Chắc là đây là kiểu play OD từ cái thời mà chưa fix rồi. Không đúng nữa lắm tí nào cả. Thế nhìn trong kiểu cảm giác bị lạ lạ quá. Ok, đó là một cái tình huống mà AF đã bị mất đi cái Rex mid ở đây rồi. Còn lại cái Range Rex thôi. Nhưng mà lúc đó là lúc Chen còn chưa cầm gậy xanh. Bây giờ thì đi thu phục ba con đệ vào. Bây giờ thì sẽ okay có là một con rồng, một con mặt ngô đó. Cộng máu cũng như là tăng thêm được một cái skill rất khốn nạn. Đấy là một cái thổi lửa ra. Vâng, xem chớm nhìn thấy một chút cơ hội dành cho team AF khi mà Sven đã có được ở đây là một cái bi cấy bì. Nhưng mà General lại có cho mình đó là một cái lo. Vâng. Ờ bây giờ mình phải cắt cái kiểu tiếng Anh. Ui thật là hú lên luôn á. Hú lên ăn chụp một well play nhưng... Bây giờ hú lên này rồi một lượng ngay lập tức là lùi về này. Một cái tình huống sơ bày ở đây. Móc sau đến từ trên cò. Đột kích trong tầm ngắm. Ở đây đó là một cái tình huống không có chim. Không có chim nhưng mà đây là Shackle chính xác để Dandy rồi. Và Marara anh ta có chết hay không? Marara bật PKB lên, người chết đó là Winter Wyvern. Các thành viên còn lại bên phía AF đang quá yêu máu và họ buộc phải bỏ chạy thôi. Sven vẫn dứt điểm, không đó là Wallyvower lấy được mạng Beatmaster sau tình huống stun đến từ Sven. Nhưng bộ đôi support bên phía AF vẫn cứ là nằm. Beatmaster dù gì anh ta cũng đã bung được ulti và mở được bằng bốc điều kỳ diệu gì mà cái con Earth này lên bảng được 41 giây nhỉ.
Vâng, có lẽ là trận đấu này là ngã ngũ rồi, gần như là không có cửa tại vì con Ven này thế là hú bây đi. Giờ thì không còn Ulti, không còn BKB thì hao tung cản cho con gấu đi Tiara. Ui dồi ôi, xong nó vút trụ thì đảm bảo là trụ vậy, không vậy đó là một cái GG boost ở đây dành cho Chen rồi, giày khá là xịn luôn, không fake, 100% authentic. Ấn phát hồi mana hồi máu cho đồng đội, trông có vẻ là vâng, các thành viên của Na'Vi đã phải lùi về rồi, không thể nào P được bởi vì creep cũng còn nữa. Đó là cũng chả hiểu là trông có vẻ như là team AS nó không thể nào mà lật kèo cho có bát được, khó quá. Vâng, nhìn network của Chen mà tôi thấy đắng cho OD. 9.900 so với 9.001, một con support số 4. Vâng, nhìn bản pick thì có vẻ như là các chàng trai đến từ Hy Lạp, họ kiểu họ hơi bị lạc hậu một tí thôi. Tầm này vẫn tại sao nó vẫn là một combo OD với cả Winter Wyvern, là một Daxia nghe nó bị sai sai quá. Daxia Winter Wyvern là cái bài được chơi ở tây năm cũng lâu rồi, cũng là lâu rồi, nó cũng chả có vấn đề gì cả, dù là con Winter Wyvern này nó vâng lô smoke ra swap được thanh niên Spartan vào rồi, anh ta được sử dụng một cái Cold Embrace nhưng lượng đam liệu có đủ hay không. Audi lao ra úp người lại và kêu một mình con gấu thế này thì Skylark anh ta có đi hay không. Danny Shackle trúng rồi, ok, số ba này là gì đây, Sven đang không có làm gì cả, Danny vẫn sống rồi, một cái tưởng đặt ra những ulti thì tao Audi vào rồi. Tất cả thành viên của Na'Vi đang thấp máu, con gấu nằm xuống và bây giờ thì sao, chém là con bốc chết luôn, chưa còn ai của Na'Vi nằm xuống nữa cả, mà trong khi đó Sven đã gục ngã rồi. Maybe next time anh ta có về đấy không, Shackle là không chính xác rồi, hơi chậm một tí nhưng ở đây thật đã bị quẩy và vòng vây của Na'Vi kết thúc được một cái killing spree. Tôi không nào biết là con Sven nó làm gì ấy. Không, nhưng mà đường truyền từ Hy Lạp mà sang đến kiểu tầm Ukraine thì ai là người có thiệt hơn. Mấy ông này chắc là đang kiểu sồi ôi City Spartan các kiểu một thiệt tử rồi. Kề nó kiểu ông Sven là một cái tình huống trông rất là dũng mãnh nhá, kề vào Spartan rất dứt khoát, tưởng chừng như đó là cái tình huống mà chém là chết sang Dendy rồi, không, kề là kiểu đó là ulti của Winter Wyvern mà Dendy không chết bởi cái đam ở ngoài, có tình huống vacuum và đặt đá magnetize các kiểu các thứ, Soneko chắc chắn phải nằm xuống thôi, nhưng liệu còn ai ở bên phía Na'Vi chết hay không. Dendy bị stun và đó là một tình huống úp vào đến từ Aoi và chắc chắn là trồi lên là đi luôn, double kill dành cho Thug và anh ta sẽ có cho mình thêm được cái lượng tiền khá khá này, được đấy chứ nhỉ, có vẻ thì đó là 2.000 tiền cùng với 3.300 XP, tương đối là có những cái tình huống mà Na'Vi họ hơi chủ quan rồi. Đấy em lại thấy không, anh đây cái này là anh đã chứng minh được một điều là ngay cả khi ra trận thì chúng ta không nên đội một cái mũ bảo hiểm mà nó kiểu nó che nhiều quá như con Sven này. Đấy chứ là điều nóng nóng đúng không? Bạn đi không biết làm như thế nào, ôi cuống 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 cuống. Không biết là tại sao luôn, đúng ra đó là một cái tình huống mà tôi nghĩ theo một cái kịch bản đẹp thì Dendy đã phải chết. Bởi vì dù anh bất win rank nhưng mà cái góc như thế thì hoàn toàn có thể clip thẳng một người cái con đánh thẳng một người con gấu con và clip lan ra Movie Ranger này thì cũng chỉ cần khoảng đôi nhảy thôi là nằm, nhưng không, là bắt khoảng hai vòng rồi à, bong bong sô cô la bánh đa sữa đậu nành thế là sao. Không, bây giờ con Chen thì nó có cái gì trông cũng kinh khủng tờ bằng 2.300 tiền luôn. Vâng, Etherland ở đây dành cho Vagabond Spirit, đo lắp Fox Staff ở đây dành cho General rồi, rất là nhiều đồ có thể hỗ trợ đồng đội. Cái gì Fox Staff của General, Beatmaster lên Fox Staff? Không, đó là rất là dễ hiểu rồi em, Fox Staff này xong rồi tiếp theo vớ vẩn lại còn lên cả một cái lắm. Không lên đồ gì cover được, bây giờ là nhiệm vụ của con Beatmaster như thế là xong mà. Nói chung là hơi sai sai, chắc chắn là cái team AF này nó bán độ. Thì kiểu cảm giác kiểu nhìn ok, nó cuống quá, không biết là làm gì. Xong bây giờ Chen thì anh ta sẽ điều những con đệ cùng con gấu hay lao vào, vẫn là những cái sở thú đến từ Na'Vi thôi. Audi thì đang cố gắng làm gì đây, Savage Straw đã đuổi Audi về, Winter Wyvern book Limercade và đang bơi ra nhưng sẽ bị phát hiện đến từ đệ book của Beatmaster. Làm gì đây, Raw thẳng vào đầu Maybe next time anh ta còn chết hay không, đá stun ra thì Earth Spirit và Dendy vẫn chưa dồn. Wow, cái tiền và kêu quá đẹp ở đây nhưng không có đam là sao nhở, bởi vì là một con Winter Wyvern nó vừa bốc được nồi bằng một cái ulti, thế là cái thời gian hiệu lực của Sven rồi, thề là không biết là Sven ta lao ra, Soneko sẽ phải nằm xuống, nhưng bây giờ Sven thì ta bị cai rồi, bị toàn bộ đam đến từ Na'Vi và Sven nằm xuống, không có buyback thì phải, và con Kunda xong ulti thì không có buyback và đang trên bảng 70 giây sẽ là Mega Crit thôi. Cái con gấu này bây giờ nó tát trụ thì thề luôn là ông cổ ngạch bay sống lại cũng không đỡ được cái team này, không thể nào mà chấp nhận được con đây đâu rồi. Wow.
Zoom khá là đẹp, lấy đâu ra đám chắc có đôi thì cứ đẹp đi mà thôi rồi lượm ơi. Ui, hai con hero của bên phía em bốc hơi như hai con support vậy. GG web lại thật GG web. Vâng, một cái trận đầu thiệt thái cho Navi mà có lẽ thì kết quả thì chúng ta đều đoán được. Easy 1k đô la dành cho Navi. Thế là xong rồi ạ? Không, vẫn còn một game nữa nhưng giải này nó thưởng nóng. Tức là cứ mỗi sau mỗi trận là thưởng 1000 đô. Game gì đây? Thế. Và chúng ta cùng sẽ đến với game đầu thứ hai để xem họ bên phía Navi họ sẽ có thể mang được 2000 đô về đơn giản hay không, hay Advenom họ lấy được thêm 1000 đô vào quỹ tài sản của đội. Không thể nào mà chấp nhận được. Các bạn vừa đến với phần bình luận của ESV TV và hôm nay thì có một cái khách mời caster rất đặc biệt, đấy là Mimosa truyền cảm hứng thật, cực kỳ khủng khiếp. Ta có khách mời ở đây thì luôn. Em hỏi anh có bao giờ. Vâng, bây giờ còn trình bày luôn ca khúc cho anh em. Anh